Các bạn thân mến, như các bạn có thể thấy đây là một cái dòng đèn là nó cũng là 300 watt nằm trong cái series lúc trước Kim Hoa đã giới thiệu đến các bạn. Thì cái dòng đèn lúc trước nó sẽ là 4 khoang led, thì cái dòng đèn nó sẽ là 2 khoang led. Thì cái dòng đèn này nó sẽ có những cái khác gì so với cái dòng đèn lúc trước, thì mời các bạn xem cái video này của mình nhé. Thì nó một bộ sản phẩm, nó sẽ gồm là cũng là gồm một cái bộ đèn và đi kèm theo nó sẽ là một cái remote để điều khiển. Và đây là một cái tấm pin. Và đây là tấm và một cái bộ ốc ấy. Và đây là tấm pin, cũng sẽ sử dụng là tấm pin poly. Đây, các bạn có thể thấy. Thì nó cũng sẽ phía mặt trước của đèn cũng sẽ là được cấu tạo bằng một lớp kính cường lực. Đây, ba vỏ. Ở cái vỏ đèn. Và ở phía sau đèn cũng sẽ là được cấu tạo bằng hộp kim nhôm sơn tĩnh điện chống oxy hóa. Thì nó cũng sẽ kết hợp cùng với các đường râm như thế này, thì cũng là nó, chức năng của nó cũng sẽ là tản nhiệt tốt, là nó tiếp xúc với môi trường được tốt hơn. Thì cái điều mà khác so với cái dòng trước mà Kim Hoa giới thiệu đến các bạn mà 300W, thì cái dòng này nó sẽ là 2 khoang mắc led. Dòng lúc trước nó sẽ là 4 khoang mắc led. Thì với cái dòng 2 khoang mắc led này thì cái vùng diện tích chiếu sáng của nó sẽ hẹp, nhưng mà cái độ sáng của đèn sẽ đưa ra là nó sẽ cao và nó sẽ tốt hơn là cái dòng 4 khoang led. Thì cái dòng 4 khoang led thì về cái vùng diện tích nó là phù hợp cho chiếu sáng là rộng, còn cái đèn thì nó sẽ chiếu sáng hẹp cho chúng ta. Thì nó cũng sẽ gồm là 360 chip led phân bổ đều qua 2 khoang mắc led. Thì với cái dung lượng pin của nó sẽ là 33.000 mAh, pin sẽ nằm ở vị trí này. Thì với cái dung lượng pin cao đến như vậy, chip led cũng là 360 chip led, thì nó sẽ giúp cho là đèn hoạt động tốt hơn, ánh sáng nó phát ra cũng sẽ là được tốt hơn. Và về cái tấm pin, nó cũng sẽ đã được bao bọc bởi một cái khung nhôm ở phía bên ngoài, giúp cho tấm pin được bảo vệ chắc chắn. Và phía trên cũng là một lớp kính cường lực, thì nó sẽ giúp bảo vệ cái tấm pin tốt hơn khi mà hoạt động ở ngoài trời nắng hay là trời mưa. Thì cái remote thì nó cũng sẽ giống như vậy, thì nó cũng sẽ gồm các nút là on, off, là tắt đèn và mở đèn, và tăng độ sáng và giảm độ sáng, và các nút hẹn giờ và nút tự động. Thì sau đây chúng ta sẽ test về cái độ sáng của đèn cho các bạn có thể thấy. Đây, với hai khoang mắc led thì các bạn có thể thấy là nhìn về thì các bạn có thể nghiêng về nó có thể là nó sẽ sáng hơn cái dòng bốn khoang, tại vì nó sẽ gom hai cái ánh sáng, hai khoang led nó sẽ gom ánh sáng vào lại với nhau, thì cái vùng diện tích của nó sẽ chiếu sáng hẹp, nhưng mà độ sáng nó sẽ phát ra sẽ là nó sẽ sáng hơn một xíu so với cái dòng bốn khoang led lúc trước Kim Hoa giới thiệu. Và đây sẽ là giảm độ sáng, mình có thể điều chỉnh, nó sẽ giảm từ từ cho đẹp. Đây, và đây là tăng độ sáng. Và lúc này sẽ là sáng 50%, là đèn nó sẽ hạ xuống một bậc. Và đây sẽ là sáng 100%, này, đèn sẽ sáng hết mức của nó. Và các nút hẹn giờ, 6 giờ, 8 giờ tính từ thời điểm mà chúng ta bật đến lúc mà tắt đèn. Và lúc này là auto, đó là tự động, đó là khi mà trời sáng là đèn sẽ tự động tắt, và trời tối là đèn sẽ tự động sáng lên. Và các nút là 3+3, 4+4 và 4+6, thì như lúc trước Kim Hoa đã nói sẽ là 3 tiếng đầu sẽ sáng liên tục, 3 tiếng sau sẽ sáng cảm biến, và các nút còn 4+4 và 4+6 thì nó cũng sẽ giống như vậy. Thì nó sẽ tắt đèn. Thì các bạn đang thắc mắc là với cái dòng đèn nó lớn như thế này thì cái cách lắp đặt của nó như thế nào, thì là công suất nó sẽ khác nhau thôi, nhưng mà về cách lắp đặt và cách sử dụng của đèn nó sẽ là giống nhau. Thì đi kèm một cái bộ đèn thì nó sẽ có một cái dây, đây là cái dây nó có đèn. Đây, mà quay sang cho các bạn có thể thấy, đây là cái đầu dây của đèn. Và đây là đầu dây của tấm pin. Khi các bạn mua về thì các bạn chỉ cần đặt đèn lên đúng cái vị trí cần lắp đặt. Đây, các bạn có thể là cái thanh chữ U của đèn thì các bạn có thể điều chỉnh được cái góc chiếu của đèn cao lên hay là đưa thấp xuống. Đây. Và khi mình đặt đèn lên đúng vị trí cần lắp đặt thì mình chỉ cần siết ốc lại. Thì mình có kèm thêm một cái bộ ốc như thế này thì các bạn chỉ cần siết ốc vào đèn để cố định lại đèn được bảo vệ tốt hơn, nó sẽ không bị bể vỡ trong quá trình sử dụng. Nên mình sẽ nói hai đầu dây của đèn tấm pin lại với nhau cho các bạn có thể thấy. Thì khi các bạn nói lên là ngay cái chỗ bạn điện tử này nó sẽ chớp một cái bóng đèn như thế này, nó đang báo xạ với chúng ta. Thì với cái dòng đèn này thì nó cũng sẽ có một cái bảng điện tử giống như cái dòng 4 khoang, nó sẽ cũng thông báo cho chúng ta biết được cái phần trăm pin còn lại của đèn là bao nhiêu. Nó tiện lợi hơn cái những cái dòng mà lúc trước chúng tôi giới thiệu là nó sẽ không có cái bảng điện tử ở đây, nên các bạn cũng
bất lợi cho chúng ta. Thì sau đây mình sẽ mở cái đầu dây ra thì đèn nó sẽ tự động sáng lên. Có nghĩa là đèn nó sẽ không nhận được cái tín hiệu sạc thì đèn nó sẽ tự động sáng lên. Đây. Thì các bạn có thể nhìn sơ về bộ đèn thêm một lần. Nó có không một cái hình chú. Mình có thể điều chỉnh được cái góc chiếu của đèn sẽ được phù hợp cho cái nhu cầu sử dụng. Thì với khi mà khách hàng mua thì khách hàng đang thắc mắc là không biết thì cái với cái dòng đèn này thì bên mình nó sẽ áp dụng cái chính sách bảo hành như thế nào với khách hàng. Thì với dòng đèn này thì bên mình cũng sẽ áp dụng chính sách bảo hành 2 năm cho tất cả quý khách hàng. Thì ngoài thời gian mà bảo hành ra thì đèn có bị hư hỏng thì quý khách hàng có thể gửi sản phẩm về địa chỉ của công ty, đó là 89 Quách Đình Bảo, phường Phước Thạnh, quận Tân Phú. Thì bên đây sẽ có các chuyên viên với là những cái tay nghề cao thì sẽ kiểm tra và sẽ xử lý đơn hàng cho quý khách hàng. Thì đối với những khách hàng ở tỉnh thì muốn không có mà đến được cái showroom ở của công ty Philips, đó là ở cái địa chỉ này, thì các bạn có thể là liên hệ qua số điện thoại là 0989883872. Thì là bên đây sẽ là có các nhân viên sẽ là tư vấn cho quý khách hàng được nắm rõ hơn và hiểu hơn về cái dòng sản phẩm này. Ngoài ra thì các bạn có thể là vào trang của bên công ty của mình, đó là cũng trang thần điện việt.com, thì sẽ luôn có các bạn nhân viên sẽ luôn tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn. Mong là hôm nay Kim Hoa giới thiệu dòng sản phẩm này sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn. Nhưng mà nếu có là các bạn có những thắc mắc gì thì mời các bạn hãy để gửi lại những cái thắc mắc đó qua cái video này để mình có thể là giải đáp cho các bạn một cách tốt hơn. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.